À, xin chào thầy và các bạn. À, hôm nay em xin nói trình bày về bài tập 3 của môn vi xử lý. Đó là trình bày 10 kiểu sáng led khác nhau. Thì đầu tiên em xin nói về sơ đồ nguyên lý của cái mạch này, bao gồm là 16 led nối với qua một con điện trở, nối qua một cái thanh điện trở và nối vào bọc C và bọc D của bích màu xoáy 887. Bên đây chúng ta có một cái thạch anh dao động, và đây là nút reset. Đây là sơ đồ nguyên lý của cái mạch này. Chúng ta sẽ đến với cái kiểu sáng tắt đầu tiên. Kiểu đó là kiểu chớp tắt. Đây, đây là khi đây là chương trình của mình. Đây là phần khai báo các biến mình sử dụng ở trong cái chương trình này. Đây là một chương trình con. Khi mà mình gán cái biến y, mình khai báo biến y này là 16 bit, thì cái biến IC ở trên là mình chỉ khai báo có 8 bit thôi. Vì vậy khi mà mình gắn cái IC này vào trong biến y á, thì nó sẽ lấy 8 bit thấp của biến y để gắn vào biến IC. Thì sau đó 8 bit cao của biến y nó sẽ mình ở đây mình sẽ dịch nó về 8 bit cao của biến y, mình sẽ dịch về 8 bit thấp để mình gán vào biến ID. Sau đó mình sẽ xuất ra hai bọt này. Thì cái này là một chương trình con của cái chương trình nhỏ, chương trình lớn trong đây. Thì ban đầu mình sẽ set hai bọt CD đó là đầu ra. Thì kiểu đầu tiên của mình đó là led chớp tắt. Ban đầu á mình cho biến y của mình là toàn bộ là một hết, tức là đầu ra của mình sẽ là hai, sẽ là 16 bit số 1, 16 bit là một hết. Thì tức là khi mà mình xuất ra hai bọt B, C và D á, thì toàn bộ hai đèn, hai cái bọt đó đèn đều sáng hết. Thì mình đây mình cho sáng 6 lần thì không chạy đến 6, thì mình sẽ kêu cái hàm ở trên này ra, kêu cái hàm ở trên này ra, thì khi đó hai bọt này nó sẽ sáng lên, đèn nó sẽ sáng lên, và khi đó y nó sẽ bị đảo ngược lại là thành 0000, từ một nó đảo thành không hết, thì nó quay ngược về đây, nó sẽ tắt đèn, lúc này nó sẽ tắt và nó xuất lại cái hai bọt này sẽ là đèn, hai đèn này sẽ tắt, thì nó cứ đảo liên tục như vậy, sáng tắt sáng tắt sáng tắt. Bây giờ mình sẽ chạy. Cái y này á, mình ghi 6 lần, nhưng mà vì y này là 8 bit nên khi mà đi 6 á, thì thằng y này nó sẽ chạy nó là 16 bit nên nên khi này nó y nó sẽ bị chia hai, tức là nó sáng tắt, sáng là tắt, thì chu kỳ nó sáng được có 3 lần và tắt 3 lần thì nó tổng cộng là 6 lần. Đến cái chương trình thứ hai, cái kiểu sáng thứ hai đó là mình sẽ cho một led sáng và di chuyển hết, di chuyển dọc theo 16 led. Thì ban đầu á mình sẽ cho y bằng một ở đây tức là 0x0001. Nó chỉ khi mà xuất ra thì nó chỉ sáng một đèn duy nhất trong 16 đèn thôi. Thì khi đó mình sẽ xuất ra nè. Đầu tiên mình sẽ xuất ra một đèn sáng nè. Sau đó thì mình sẽ cho nó chạy chạy dịch về bên tay phải, về dịch về bên tay trái một bit. Thì lúc này thì nó cứ dịch qua thì y nó vẫn là một và đằng sau của nó vẫn đằng sau của nó là không, nó không thay đổi, thì nó sẽ sáng tuần tự 16 led. Đây là kiểu chạy thứ hai. Kiểu chạy thứ ba thì nó cũng giống như kiểu chạy thứ hai vậy. Nhưng mà nó khác biệt một xíu là khi mà mình dịch chuyển một con led qua một vị trí kế tiếp á, thì cái con led tiếp theo nó sẽ sáng lên. Thì cái này gọi là cái sáng dần. Mình sẽ cho nó chạy từ phải qua trái. Thì ban đầu thì y bằng 0 thì tất cả các bọt nó đều xuất ra bằng 0 hết. Xuất
À, mình sẽ xuất ra tất cả các bọt đều bằng không hết, tức là đèn không có đèn nào sáng hết. Sau đó mình sẽ cho nó dịch chuyển qua một 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 bit, và khi đó nó sẽ cộng một lên, tức là nó sẽ cộng không phẩy không ít không ho không không bốn số không, ba số không và một số một, không 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 một, thì nó sẽ cộng một, nó sẽ cộng một lên, cứ dịch qua một bit nó sẽ cộng một lên, thì khi này nó sẽ cộng 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 dần lên 16 led, thì nó sẽ sáng dần lên từ phải qua trái. Này. À, kế tiếp á, khi mà mình đã cho sáng dần rồi, bây giờ mình sẽ cho nó tắt dần. Mà khi khi ở cái chương trình thứ ba này nè, mình đã cho nó sáng dần lên rồi, thì khi mà kết thúc chương trình đó thì 16 led nó đều sáng. Thì khi đó mình sẽ cho 16 led này tắt dần từ trái qua phải, tức là chạy ngược lại. Thì ban đầu nó đã sáng rồi, thì mình sẽ không cần khai báo cái biến ban đầu nữa. Mấy cái ở trên đây á, do cái chương trình trước nó ảnh hưởng tới cái chương trình sau, nên mình sẽ khai báo lại và xuất lại để nó chạy đúng. Nhưng mà cái chương trình này nó sẽ lấy luôn cái kết quả của chương trình trước và nó chạy luôn. Thì ở chương trình 3 nó đã sáng 16 led rồi, thì bây giờ mình chỉ cần cho nó tắt thôi. Thì bây giờ nó là 11111. Thì mình chỉ cần cho nó dịch nó dịch từ bên trái qua bên phải một số không, thì bắt đầu nó sẽ dịch từ bên trái qua bên phải dần, cứ dần 16 lần nó sẽ hết dần 16 lần nó sẽ toàn bộ là 16 số không, thì nó sẽ tắt dần. Tiếp theo mình sẽ cho nó sáng từ hai bên vào giữa. Thì cái này mình sẽ sử dụng từng bọt, chứ không có sử dụng như là ở trên đây nữa. Ở trên đây là mình sử dụng biến y là cho hai bọt cùng một lúc. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng hai bọt riêng biệt này để mình chạy. Thì khi mà ở bên cái dòng đầu tiên đó là IC, tức là 8 cái led ở bên tay phải, 8 led bên tay phải, thì nó sẽ dịch từ bên phải qua bên trái một đơn vị và cộng thêm một, thì nó sẽ sáng dần lên từ RC0 tới RC7. Còn cái ID này nè, mình sẽ dịch từ bên phải qua số, bên phải qua một đơn vị và cộng cho cái hàng thứ 8, tức là sẽ cộng là 1000 và ba số 0 nữa, tức là 0x80, thì nó mới sáng từ bên trái ngược, bên trái qua bên phải được. Thì bắt đầu mình xuất cùng lúc hai bọt này, thì nó sẽ sáng dần từ hai bên vào giữa. Tiếp theo nó sẽ khi mà mình đã sáng hết rồi, thì bây giờ mình sẽ cho nó tắt từ giữa ra hai bên, tức là nó chạy từ hai bên vào giữa, xong rồi nó tắt từ giữa ra hai bên, nó tắt dần ra. Thì mình chỉ cần cho nó chạy ngược lại những cái mình chạy ban đầu. Ban đầu IC nó chạy từ phải qua trái, thì bây giờ cho IC chạy từ trái qua phải và không cộng gì hết, thì nó sẽ biến tất cả các bit đều thành số 0 hết, và ID cũng như vậy. Tiếp đến là hai cái sáng từ giữa ra hai bên và tắt từ hai bên vào giữa, thì cái này nó sẽ ngược lại với hai hàng trên, cấu trúc y như nhau hết, cấu trúc y như nhau hết. Mình chỉ cần thay đổi những cái bit như thế này. IC mình cho từ chạy từ bit bit 7 bit số 8 tới bit số 0, bit số 8 bit số 1, và ID nó chạy từ bit số 0 tới bit số số 0 tới bit số 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 7. IC nó chạy từ bit số 7 tới bit số 0, còn ID chạy từ bit số 0 tới bit số 7, nó ngược lại ở trên hết. Tiếp theo mình sẽ cho nó chạy sáng xen kẽ nhau. Thì khi nãy nó đã tắt rồi, mình xuất lại cái hàng y này cho tất cả giá trị đều bằng không hết. Thì
tiếp mình sẽ cho nó chạy, nó giống như là dịch sáng dần từ bên phải qua bên trái, nhưng mà thay vì mình sáng mình sẽ dịch một đơn vị thì bây giờ mình sẽ dịch hai đơn vị thì nó sẽ sáng xen kẽ. Tiếp đó, những cái sáng những cái con led mà chưa được sáng á thì mình cũng sẽ dịch hai lần, nhưng mà khi đó mình sẽ cộng với là không phẩy mình sẽ cộng với mình sẽ cộng thêm là không x không ba. Tại vì sao? Tại vì mà khi mà di chuyển qua thì nó sẽ có một con sáng và một con tắt, thì cái con sáng ở đằng trước của nó sẽ đơn vị là một, và mình sẽ cộng tới con sáng tiếp theo á thì nó sẽ đơn vị là hai mũ một, tức là hai. Mình sẽ cộng cho hai không, mình sẽ cộng cho một một không không, tức là không x không ba, thì nó mới sáng cái con mình thì nó mới sáng cái con chấm cái con xen kẽ được. Tiếp đến mình sẽ cho nó chạy chớp nháy xen kẽ. Thì cái chớp nháy xen kẽ này thì mình ban đầu mình cũng sẽ xuất ra nó là bằng không hết, thì mình sẽ xuất cho nó cái xuất xen kẽ nó là chẵn lẻ chẵn lẻ chẵn lẻ. Thì cái chẵn thì cái lẻ ở đây á tức là 01010101011011, thì nó sẽ là cái nếu mà ghi ra số hexa tức là 0x555, và cái chẵn á tức là 0xAA tức là 10101010, tức là nó ngược lại với cái thằng ở trên, thì nó sẽ chớp nháy xen kẽ với nhau. Tiếp đến á mình sẽ cho nó chạy một lần 3 led, nó cũng giống như chạy một led vậy á. Thì mình đầu tiên mình sẽ tạo cho nó chạy tạo ra 3 led chạy từ 0 tới 3, tức là nó sẽ tạo ra 3 led sáng. Và sau đó 16 cái chương trình này nó sẽ dịch cái 3 led đó chạy qua hết 16 bit như thế này. Thì ở đây nó chỉ có một hàng thôi, một hàng ba à, một một lần nó chạy 3 led, thì mình suy nghĩ nó sẽ thêm chạy thêm khoảng 3 lần nữa, thì tức là mình sẽ cho nó dịch khi mà nó dịch qua hai hai ô hai hai bit mà hai bit trống, nó sẽ dịch qua hai bit trống, và sau đó nó sẽ thêm 3 led nữa, mình nó sẽ thêm nó sẽ tạo thêm 3 led nữa, nó giống vậy, nó sẽ tạo thêm 3 led nữa. Rồi nó sẽ tới đây nó sẽ tạo thêm 3 led khác nữa, và khi đó nó sẽ chạy một lần 6 led nhưng mà nó sẽ bị trống nhánh giữa. Và nếu mà mình làm thêm một lần nữa như vậy thì nó sẽ tạo ra 9 con led. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.